nó có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì con đi, con đi miết thì tối với kia là con đi xếp gì à? Không, con thí dụ như buồn ngủ thì con đi, mà không buồn ngủ thì con ngồi lại. Chứ con đi của hai á, sợ ngồi ngủ, sợ ngồi lại ngủ không? Khi nào nó buồn ngủ thì con mới đi, khi nào nó không con ngồi lại, con ngồi lại nghỉ đi, coi như là gì buồn ngủ mà tôi đi, còn không thì con đừng có đi nhiều, còn mình buồn ngủ thì mới ráng mình đi thôi, còn buồn ngủ đừng có đi. Mà con sợ là khi con ngồi lại nó ngủ phải không? Con thấy con ngồi lại nè, con thấy cái gì thì ngồi lại á, con đi đi. Mà con đứng lại một chút là nó cũng bắt đầu im lặng, xong nó cũng xuất hiện mấy cái cho nên vì vậy mà con dùng cái pháp tác ý đó con. Tác ý, con khi mà ngồi lại con, con sẽ tác ý, con an tịnh tâm lặng, tôi biết tôi vô an tịnh tâm lặng. Hay là phải giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi con đừng có nương vào hơi thở mà con để cái sự yên lặng của nó thôi, giới tức là tâm thanh thản. Thì nó không bị tập trung, chứ con nương vào hơi thở mà nó vô mình. Mình chỉ tác ý vậy thôi. Không, mình giải tác ý vậy thôi, rồi mình để cho nó tự nhiên. Con thiện xảo khéo léo để con phá hết cái căn đầu con, là con vượt qua cái nghiệp này, con tu tốt lắm rồi. Cái gì con dễ dàng nhiếp tâm ha, an trú nó vương, cho nên nó dễ. Cho nên bây giờ mà tới cái giai đoạn con tu tiến niệm xứ, con ngồi chân tự nó yên lặng, nó đi vào yên lặng của con. Nhưng mà con phải qua cái đợt mà căn đầu của con, chứ không nó im lặng mà nó vương vô cái thanh thản của nó cũng căn đầu không. Nó thời gian sau nó hết rồi. Cái căn đầu con là một thời gian sau con, đừng có để cho nó gom nữa, nó tự nhiên nó xả ra, cái cơ thể con nó thích nghi, nó hết căng rồi. Mà hết căng con ngồi thanh thản, nó gom vô sự thanh thản mà nó không căng đầu con. Thì thời gian sau con vượt qua cái căng đầu con thì con tốt, tu tốt. Bây giờ là con không có thì là con không lên bài nữa. À không, con để cho nó thư giãn đi rồi, không làm bài gì hết, con nghĩ đi. Rồi một thời gian sau nó quân bình được rồi, tức là nó thích nghi được, cái cơ thể con thích nghi được rồi, con bắt đầu con biến tới con tu. Trong cái giai đoạn mà tu tới thì là con sẽ tu tứ niệm xứ. Con thứ tư là con vừa đau đầu vừa đau tư dai, là đau đau ba cả một lần thì con tác ý sao? Con sẽ tác ý các cảm thọ trên thân đi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi hay, hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tâm tư thanh thản, an tịnh thân hành, tôi biết tâm tư yên lặng, hay là an lặng. Tùy theo mình đặt ra những cái câu trạch pháp, mình đặt ra những cái câu đó để mình tập ý cho cái thân mình nó an lặng, và con giữ tâm thanh thản của con thì nó sẽ an. Cố gắng con sử dụng cái pháp như lý tác ý để mà đẩy lui tất cả chướng ngại. Khi mà con ngồi yên mà con thấy cái hiện tượng tưởng nó hiện ra, sắc tưởng hay gì đó thì con cũng tập. Nhưng mà có điều kiện là con tác ý bằng cả đi. Nhớ pháp tác ý thôi. Bởi vì pháp tác ý là dẫn nó vào cái chỗ mình muốn cho nó bình an. Nó những hiện tượng đó là những hiện tượng có thể nó bị rối loạn thành kinh. Cái gì nó thành ra cái tưởng nó hoạt động lên. Tức là từ cái chỗ ý thức của con bây giờ nó có cái sự gom lại, nó ngưng lại, nó không có hoạt động theo cái ý thức nữa. Thì cái tưởng thức nó hoạt động. Cho nên cái mặt mà nó gom lại nó thì con thấy về cái ý thức con nó thì nó bị căng, vì nó ngừng lại, nó không hoạt động theo cái bình thường của nó. Cho nên cái những cái thần kinh nó bị căng. Do đó nó căng thì cái thần những cái thần kinh, cái hệ thần kinh khác thì nó hoạt động. Cho nên nó dễ thấy những hiện tượng lạ mà. Nhưng mà con không sợ là vì ý thức con còn biết. Con còn thấy rõ ràng bằng ý thức, cho nên con dùng cái pháp tác ý để luôn nó bị mất. Không có sao. Ông còn cái lúc mà đứng tác ý, còn lúc con thấy con đi thì là con tác ý, thì để con đi 10 bước á thì con thấy cái thân của con nó đưa qua đưa lại, nhưng mà con nhìn lại cái thân của con thì nó vẫn bình thường, không có gì hết á. Nó có cảm nhận đưa qua đưa lại, tức là nó cảm thấy vậy, tức là tưởng hành đó. Cái tưởng hành sau này nó sẽ đưa thật đó. Đầu tiên thì mình có cảm nhận thôi, chứ mình thấy cái thân không, ý thức mình nhìn nó là không được. Nhưng mà sau này thì nó sẽ đưa thật sự, nó đưa thật sự. Chú Lĩnh hôm đó ở đây cũng vậy, thì chú mới đầu chú thấy cái thân của chú nó cảm như nó lúc lắc, thấy nó lúc lắc, nhưng mà chú quan sát kỹ này không thấy không có. Nhưng mà sau này nó như lúc lắc thật mạnh, ban đầu lúc lắc nhẹ yếu, sau nó lúc lắc thật mạnh. Giờ còn phải tác ý
ta ý bỏ mà, tất cả bỏ. Thì nó ban đầu chú cũng nói như cái hàm răng chú nó tự động nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Chú cảm thấy, chú coi là thứ coi có, nhìn là không có. Nhưng mà chúng ta chạy nó, sau đó nó đưa thiệt, nó cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại hoài mà tự động nó đấy. Bây giờ chú kỳ này mà chú vào rồi, bây giờ chú mới về bên Mỹ đó, chú vừa về bên Mỹ đó, là nó đã hết rồi. Nhờ thầy bảo tác ý, bảo dừng, không có đưa hàm răng qua lại như vậy, bụng mình khỉ sao mà ăn được tiểu tiền. Nói cuối cùng thì nó hết, nó mạnh dạng đó mà, tác ý. Bởi vì ở trên cái tu tập của Đạo Phật, Đức Phật biết rõ là cái phương pháp tác ý rất là tuyệt vời, cho nên gọi là như lý tác ý. Như một cái lý, nó làm sai cái gì đó, điều khiển nó bằng cái lý, bằng cái ý thức điều khiển nó, nó là một cái lợi ích lớn. Ráng mà tôi thấy mấy con tôi có những cái hiện tượng như vậy đó, là cái hiện tượng mà mình vượt qua được những hiện tượng này rất mà rất khó, phải cố gắng. Con cần, con không có theo cái câu cái tế tí mà trong sách thì con đọc, con tự đặt ra được, đặt ra cho nó phù hợp với cái hiện tượng mà con thấy, chứ khỏi cần mà phải theo trong sách đó. Con chỉ tự đặt, mình thấy cơ thể mình nó hiện tượng nó có cái đó, tự đặt ra cái câu để đánh lưu cho nó đi. Ở đâu đâu trong còn mấy cái chuyện mà mấy thứ con có khi nó khởi ra, nó tự nó khởi ra những khi con phải nhắc tiếng như thế nào như sao? Cái chuyện quá khứ đó con, con nói chuyện quá khứ, mà quá khứ không truy tìm vị lai không thấy quả, Đức Phật đã dạy quá khứ không truy tìm, mày hiện ra phải đi, vậy ta không chấp nhận, không có tiếng gì, mình không chấp nhận cái quá khứ. Bây giờ quá khứ nó qua rồi bỏ luôn, không chấp nhận. Quá khứ không truy tìm nó tự nó hiện ra, tức là nó truy tìm tại nó hiện ra, nó làm động rồi. Cho nên quá khứ không truy tìm, vị lai không có hưởng, tương lai thì không có mơ mộng cái gì tương lai. Tức là Đức Phật muốn dạy mình mỗi niệm mà quá khứ thì không có chấp nhận, không có truy tìm lại nó, không có tư duy gì đó, tức là mình dừng lại. Còn vị lai thì mình không có mơ mộng, chỉ sống trong một thời gian. Nhớ những cái lời Đức Phật dạy cho con, tập trung con tác ý cho mình. Còn con có tập trung con tác ý là không được nhìn, nói, nghe nghĩ bất kỳ ai hết. Cứ mỗi lần con bước về khắp con là con đọc cái câu đó. Được, được không? Được, đó là câu phòng hộ mắt tay của mình tác ý. Con tác ý đó, nó giúp cho mình giữ gìn tất cả bạn đó. Đặt tốt. Con cứ ngồi được không? Đây thì thầy nếu như là một sự mà không tu tập thì mà ngày sẽ có tác dụng một câu thanh thản an lạc vô sự thì khi chết sẽ về đâu? Nó sẽ về chỗ thanh thản an lạc vô sự. Hoặc là nếu như là như cô lên châu cô ấy có một cái công đức lớn như vậy và cái con tu tập thì khi chết thì cô sẽ làm trở thành nhà giàu. Nhà đại đâu? Giàu. Nếu đắc đạo thì con người có trở thành toàn năng được không ạ? Một người đắc đạo thì một người có đủ khả năng toàn năng rồi. Bởi vì tự tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thường túc. Tứ thường túc thì cái năng lực toàn năng rồi. Thế thầy là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng là Đức Phật sẽ biết là sau khi Đức Phật nhập diệt thì đời sống sẽ rất khổ. Nhưng tại sao Phật không nghĩ ra sẽ để lại một mỗi một vùng có một sự a la hán để điều chế cho cái hành tinh của chúng ta không bị đau khổ như vậy? Đức Phật thấy duyên của chúng sanh chưa có đủ, trong cái thời Đức Phật nó còn bộ lạc. Cái sự di chuyển rất khó, từ nước này đến nước khác rất khó. Chỉ Đức Phật sinh ra tại quê hương Ấn Độ mà trong thành Đức Phật còn có đi mấy cái bộ lạc chứ đâu có xa lắm. Cái phương tiện di chuyển không có xa. Cái hành tinh, cái quả địa cầu chúng ta còn minh mông, khó mà đi phụng. Cho nên vì vậy nó chỉ để lại cái giáo pháp cho còn lại cho chúng sanh đó là may mắn, chứ còn và là truyền thừa để mà lợi ích cho chúng sanh thì không thể được. Thời đại đó thì không thể chuyển khai, đi bằng ngựa, bằng trâu, không có xe gì, không có máy bay, máy vò gì hết, đi bộ là nhiều nhất.
cho nên chỉ để lại được cái giáo pháp đó là mình. À, đúng rồi, kinh sách hồi đó quản lý chỉ nói thôi. Nói chung là không có phổ biến được. Nó tiện lợi hơn và con người nó không còn cái lạc hậu. Nó có những cái kiến thức sâu rộng và khoa học nó cũng cụ thể hơn. Đang thấy hết chứ? À, cái duyên của chúng sanh biết rất rõ, tại cái duyên của nó phải chịu vậy, không có làm sao. Công bằng, không có làm sao. Vậy thì con không hình dung được là bây giờ ở trong cái tạng không có hình người như này. Không có hình người gì hết. Con chỉ nhớ có cái thân tạng là cái sự thôi. Không có cái hình thái. Vẫn trao đổi được. Không có gì hết. Nhưng mà hễ mà ở trong đó đó, cái người mà có đủ tứ thần túc rồi đó, họ muốn gặp nhau thì họ sẽ tương ứng nhau, họ biết. Cũng không thấy người, không có gì đâu. Mình đừng có nghĩ như mình đâu. Mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ, bằng ý của mình. Còn kia người ta tiếp xúc bằng sự tương ưng. Nó bằng cái từ trường, chứ nó không có bằng cái con người. Nó khác mà. Thế như thế thì sẽ không biết là chủ ở chỗ nào trong không gian. À. Đức Phật và... Ở chỗ nào cũng có. Có tất cả. Có tất cả. Chỗ nào có thần thánh là chỗ đó có. Con lấy cái trí của con mà con hỏi cái chuyện mà của Phật thì không làm sao con hiểu đâu. Không thể hiểu được. Nhưng mà cũng để hiểu biết thì khi có thể sẽ... Nó sẽ thành như cứ đặt những câu hỏi và con... Cứ nghĩ tưởng là chắc có cái chỗ đó, chắc ông Phật là mấy ông Phật ngồi lấp ngóc cũng như là cũng như mình bây giờ vậy. Mấy con giàu tưởng tượng ghê. Coi Phật mà sấm như mình. Vậy thì khi nhập định thì cái thời gian vào định là thời gian xuất định là đều do cái tứ thần túc đấy điều khiển, không phải là do... À, cái nhập định đó là khi chúng ta còn thân, chúng ta nhập định. Chứ còn ở trong thanh thản, an lạc vô sự là định rồi, chứ không còn thân, không còn nhập vào sức nữa. Cái chỗ đó là nó hoàn toàn là chỗ bất động. Nói là cái thiền là 3 phút, nhị thiền thì độ 3 phút, còn cái tăng lên là 1 tiếng. Thì con nghĩ là cái thời gian đấy là do cái duyên anh đủ duyên để nhập vào đấy. Thì cái thời gian đấy là giống nhau. Và đến lúc xuất định thì tự cái định đấy nó dừng lại ở đấy để mình xuất ra, chứ không phải là do thầy lúc bây giờ thầy muốn phát cái thời gian thêm, có phải không? Không phải con, bởi vì khi mà có định thần túc rồi đó thì muốn nhập định nào mình nhập, mình muốn ở trong định đó bao lâu thì quyền của mình hết rồi. À. Nhưng còn nó không có, nó ở đây bây giờ cái quyền của con người đó rồi, con người có đủ cái năng lực làm chủ rồi, muốn nhập định nào thì nó nhập. Không có nhập nhị thiền là nhập, nhưng mà khi vào niết bàn rồi thì không có nhập định nữa. Bởi vì khi còn cái thân này thì nó có nhập định nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà không còn cái thân này vào niết bàn rồi thì nó không cần định nữa. Và khi vào niết bàn thì không bao giờ quay về con người nữa. Về con người thì phải tập tham sân si nữa. Không có làm gì nữa. Nó hết rồi, nó ra ngoài khỏi cái quy lực của nhân quả. Nhưng mà nó không phải là đi ra khỏi không gian này, nó đang ở đây. Nó đang ở đây hiện tại mà khắp cùng. Nói thì thật ra thì mình nghĩ giống như thiền tâm, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Bởi vì cái trí của mấy con thì là làm sao mà hiểu nổi. Mấy con chỉ nghe nói mường tượng chứ mấy con chưa biết. Khi nào tu xong rồi biết. Tới đó rồi mới biết mùi vị. Thì rất khó lắm thầy. Con cũng từng gặp thầy trao đổi chuyện kia trước. Thì hôm thứ tư thì đợt này con cũng có cách thì được. Thì thầy nghĩ là tức là do là mình tham cái pháp luyện quả nên nó mới tự mình. Thì nó như vậy mình hôn chặt. Đúng vậy. Thì nếu như con dừng lại và trong cái thời gian 5 tiếng của buổi chiều thì rất là tốt. Nhưng buổi tối thì bắt đầu độ 7 rưỡi là bắt đầu con đi kinh học.
thấy thì cái tinh hành này nó ra rửa sạch thì nó lại tỉnh táo thế thầy là nếu chị ăn ngày một bữa và cầm tâm thiện khác thì chết phải đâu à về cõi trời hay cõi trời không biết cõi trời đâu cõi trời tức là 10 tầng à 10 cái thiện đó mình sẽ vào trong 10 cái trạng thái thiện đó thì còn trong cùng một thời gian các tiết tử riêng thầy đến à, tất cả những cái điều đó phải giữ tâm thanh thản thì thầy nghe con kêu mà con không thanh thản thì không giao cảm được thầy thì thầy không nghe gì hết con cứ sợ hãi con dao động ở bên khi tâm con thanh thản không thanh thản thì lúc bây giờ mới nghe bây giờ nó tương ưng nó mới nghe được còn nó không tương ưng thì một người nó ở cái xứ nào nó không ở xứ này thì nó không giống nhau làm sao nghe còn con ở trong cái xứ đó con kêu thì nghe chứ sao cũng như con ở trong cái tổ đường này con kêu thì thầy nghe mà giờ con không có chịu ở trong cái tổ đường này mà con đã ở đâu cái nhà khác ở xa là làm sao kêu thì nghe cho nên cái nhà mà thanh thản đang làm vô sự là cái nhà chung của chư Phật. À, con sống được ở đó thì con gọi thì thầy nghe. Bởi vì thầy đang ở trong đó, rồi chư Phật cũng đang ở trong đó. Con gọi thầy họ cũng nghe nữa chứ đâu phải là riêng thầy nghe đâu. Cũng như bây giờ con gọi thầy mà những người ngồi trong cái nhà này chắc mấy người này cũng nghe hết rồi. Có đúng không? Tại vì họ ở trong cái nhà này. Cái đó là nó cụ thể, nó rõ ràng mà. Nó đâu có cái gì mà mơ hồ đâu. Chung trong một nhà gọi phải nghe. Dù không muốn nghe cũng phải nghe. Không có làm sao không nghe. Ghi cho chép cho nhiều mà không vào đó thì uổng quá à con. Vâng, đúng rồi. Thì coi như viết phần Phật lá. Thì coi như viết phần Phật lá. Rồi. Ghi chép nhiều mà không ở đó thì uổng quá. Thì cho phần Phật lá. Thế thầy những trường hợp nằm mơ sau mấy năm sau mà đúng như thế. À cái đó là tưởng giao cảm. Tưởng giao cảm nó thực hiện qua cái giấc mơ con. Giấc mơ đó, cái giấc mơ nó nằm ở trong cái ý thức. Ý thức gọi là mộng. Thì trong khi đó cái tưởng con nó giao cảm cách đó 2-3 năm gì đó hoặc là 5-10 ngày sao à, con nằm chim bao con thấy đó là cái tưởng con nó giao cảm trước. Rồi nó mới thực hiện qua cái giấc mơ à, ví dụ như bây giờ con sắp sửa là à, tháng sau này con sẽ đi vào trong miền Nam. Nhưng mà con tối con nằm chim bao con thấy chiếc tàu nó đứt khúc hai nó nhảy xuống hố nó bao nhiêu người chết à, con thấy rõ ràng vậy. Nhưng mà đúng vậy con đi trên tàu đó con thấy con xảy ra cái tai nạn đó quá ghê gớm mà chỉ còn con mình con còn sống thì con nói sao mà giấc mộng mình nó đúng vậy chính xác quá vậy thì lúc bây giờ là con mới thấy con không hiểu tại sao mình biết được vậy. Nhưng mà không ngờ đó là cái tưởng con nó đã giao cảm. Lời tại sao nó phải tự nhận biết từ trước nó hay nhận là lưu xuất trong mình. Nó vì cái phước của con cho nên nó nhận ra nó báo cho con. Dạ. Những câu chuyện mộng á, thì nó có những cái tập sách mà người ta đã ghi lại những cái mộng mà nó có thực tế đó. Dạ. Thì có cái mẹ con của cái người đó là đi đến thăm chồng của mình làm ở xa cũng như đi ở bên Pháp mà họ đi qua ở bên Ấn Độ. Vâng. Chồng họ làm việc ở bên đó bây giờ họ qua đó họ thăm thì cái đêm đó thì cái đưa xuống tàu đi. Vâng. Nhưng mà bà mẹ nằm chim bao là thấy tàu đắm và bao nhiêu trên tàu chết hết. Vâng, bà không cho đi à, bà cũng đi bởi vì đi để thăm chồng cho nên bà đi và bà đem theo đứa con nhưng mà bà trang bị trên mình đó bà trang bị cái phao. Vâng. Nghĩa là ngủ cũng ôm phao mà như thế nào cũng xỏ phao hết. Thì ở trong tàu đó mọi người ta thấy ngạc nhiên tàu bình an như thế này mà bà sao mà bà đem cái phao và ôm cái phao và trầm cái phao cho con bà với bà như thế này bà quá khổ như vậy. Thì bà nói thôi tôi kể tôi làm gì tôi làm mấy ông đừng có hỏi chứ bà không có dám nói cái chuyện mộng mị của bà. Nhưng mà khi tàu chìm đó nhờ cái phao đó mà hai mẹ con nổi thì lúc bây giờ người ta đến người ta cứu thì còn có hai mẹ con sống còn bao nhiêu người nó lọt xuống biển chết hết. Nó nhờ cái phao đó mà nó nổi. Nhưng cũng nhờ giấc mơ. Thì nhờ giấc mơ đó. Cho nên mẹ con sống được là nhờ cái giấc mơ. Nó tới được cái phước của nhân quả. Cho nên nó qua cái giao cảm của cái tưởng. Nó mới thể hiện qua giấc mộng. Giấc mộng đó mà bà sợ cho nên bà cũng đi thăm chồng. Làm sao không đi được.
Cho nên vì vậy mà đi thăm chồng mình thì trang bị cho con nhà mình cái những hai mẹ con người một cái phao. Dạ. Bắt buộc phải cột chặt ở trong người hết. Cho nên cuối cùng tàu đắm thì người ta quýnh, người ta rối loạn hết rồi. Còn bà thì sẵn phao cho nên bình tĩnh. Hai mẹ con bình tĩnh nổi trên biển, tàu lần lượt chìm xuống thì họ nổi trên biển. Người tàu khác đến. Thì đó là cái phước đó, tức là tống thiện đó. Tống thiện nó mới có những cái giấc mơ để báo. Nó có nhiều cái giấc mơ nó rất hay đó. Nhưng mà người ta không biết tại sao mà con người lại có những giấc mơ như vậy. Nhưng mà người ta không ngờ rằng tự trong thân của chúng ta có cái tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn luôn luôn nó làm việc. Nó làm việc để nó bảo vệ. Cũng như con có cái chuyện gì mà xảy ra, sắp xảy ra điều gì đó, thấy bữa nay con mắt nó giật lia lịa, ôi không biết chuyện gì, con đâu có đoán được phải không? Nhưng mà ngày hôm sau cái nghe báo là có cái chuyện xảy ra ở gia đình của mình, hoặc là đi đâu trúng chữ cận cũng thấy nó đã báo nó chứ sao. Đó là những cái hiện tượng của cơ thể nó giao cảm mà nó biết được cái sự kiện ác pháp đến, cái nghiệp nó đến nó báo. Cho nên tất cả những cái này đều do tưởng của chúng ta hết rồi, do tưởng quẩn chứ không phải chúng ta ngồi tưởng. Nghe nói tưởng mấy người cứ ngồi cứ nghĩ là ngồi tôi tưởng cái chuyện đó, không có ai mà ngồi tưởng. Tại vì cái tên danh từ của nó Đức Phật gọi là tưởng quẩn. Vì sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Thì cái tưởng quẩn nó cũng như cái sắc quẩn vậy, có phần hoạt động nó vậy. Còn không phải, con chuẩn bị cho mình hành trang để mà đi vào niết bàn cho nó sớm. Thứ hai nữa là mình còn có mấy năm nữa mà ra đi mà không hỏi những cái thắc mắc thì rất là tiếc đó. Con tính con hỏi con đem theo sao mà hỏi, mình đi vô trong đó cần gì phải hỏi, tự mình đã thấy đã ở trong đó rồi còn khỏe sao. Thầy đã chỉ mấy con rồi, cứ thanh thản lạc vô sự thì chừng đó sẽ thấy hết chứ mọi. Giờ lớn tuổi rồi ráng tu với con, hỏi cho luôn mình phải tu cho nhiều đó. Dạ khó chứ ạ. Con phải ráng tu cho nhiều. Con khổ lắm. Chứ thầy thấy vô thường nó đặt cọc rồi. Thầy con làm bài vô thường thì bởi vậy thầy bảo con vô thường mà con không nhớ. Rất là vô. Thôi rồi con trình bày. Con đã. Dạ con nói đây. Thầy con biết sư con tu với thầy cái đi kinh hành thì nó ít muốn đi rồi. Cái thảm thấy nó quay vô thiền thì nó tỉnh đó thầy. Cái xả tiền ra thì con khác tí chắc định sáng suốt đó thầy. Cái được tư vậy thầy thả không chứ. Con thấy cái định sáng suốt á, cái tự nhiên cái cảm thấy nó muốn lại. Nó không đi trên thần tự nhiên vô cái ngồi cũng muốn làm nữa. Nó cảm thấy đầu thầm liếng liếng là tổ thí kỳ quá. Nằm hả bắt đầu cái sơ ý một hai phút rồi mà sơ ý nó có niệm gục một cái là bắt đầu con xuất hiện mộng tưởng thôi. Cảm ơn. Chỉ cần sơ ý là mộng tưởng nó xuất hiện vô con đang nói chặt vậy đó. Con ngồi dậy lúc nào cũng nó tỉnh, phải ngồi dậy nó tỉnh. Cái trạng thái sao nó muốn làm kỳ quá. Con phải chiến thắng thắng không? Bởi vì nó không có cái trạng thái mà nó không có tỉnh đâu. Con phải thắng, tức là con phải cố gắng con chiến thắng được. Con phải nói con nổi được con ngồi chứ con bắt buộc nó thành tu vậy chứ không thế nó cứ muốn nằm. Con phải thắng, không có được để cho nó nằm. Không được, mẹ không có được nằm. Tao biết mày nằm, mày nằm. Nó nằm đã lặng vô cậu, có khi con nằm, con thấy con nằm vô. Không được. 10 phút một cái là vô mộng tưởng, 10 phút là vô mộng tưởng. Vô mộng tưởng. Tự nhiên con nghe cái thanh tưởng nó kêu nó thầy, trời ơi. Nó thì bắt đầu con nên bắt ngồi. Ngồi nó ít có lặng đúng không? Dạ. Thầy chân thành thầy cũng sợ cái vấn đề mà nằm nó vô mau mà nó khiến cho mình nằm thầy ơi, nó kỳ lắm nha. Nó khiến nó làm cho mình muốn nằm đó. Dạ. Nó lôi mình nằm đó. Nhưng mà chống là liền tức khắc ngồi à, chết chân kiếp già đàng hoàng ngồi thanh tịnh mà nằm thì con thấy nó vô thì nó khỏe mà nó khỏe còn nhưng mà điều kiện là nó bị vô không niệm. Không niệm là con sợ tưởng nó xuất hiện nữa, nhưng mà không có tưởng như thấy gì con ngồi lúc trước con ngồi một tiếng để vô cái tự sắc tưởng nó hậu quan gì đó thầy. Con ngồi nửa tiếng thì tự động nó chân nó bật ra là nặng cái tới đó là nó không thân anh nữa đó. Lúc đúng nửa tiếng là nó ngưng. Không có sao, bây giờ theo thầy thiết kỷ thì con chỉ cần ráng con giữ tâm thanh tạ là như sẽ tu tứ niệm xứ thôi. Mình ngồi cái tư thế nào mình đừng có ngủ, đừng có ngủ. Ngồi
nó yên ổn rồi đừng nằm tránh nằm. Con nghe ông Hiếp ca giết ông gì cái trường hợp mà xảy ra ông không có lưng không biến xíu không nằm, nghĩa là ông có nằm độ lượng thôi, tháng tư giờ tới chỉ có tâm thanh thản thôi. Cái đặc tướng con là cứ đừng xuống thanh thản không thầy? Ờ, cái đó là dễ. Nhưng mà nếu mà thanh thản là 10, 12 tiếng đồng hồ là ôm phát thanh thành niệm như thầy nói đó. Ông 12 tiếng đồng hồ là có thể nói xong rồi. Cái này là ở trên mail đó, mấy cô Thu Phương Hạt Cá với Tâm Đức Như Đức Như Hạnh đưa cái phát âm những cái buổi giảng của thầy lên trên bảo thầy nghe theo cái địa chỉ này, nghe cái những cái phát âm coi nó có gì không, là báo cho nó chỉnh lại cho được. Em đưa những cái bài pháp của thầy thuyết giảng ở đây lên trên mạng. Thầy có hỏi ví dụ cái trạng thái mà nó thanh thản trong 12 tiếng đồng hồ mà nó không có định ngủ, nó vẫn thanh thản không có niệm đó thầy. Tức là đã đi vượt cái pháp luôn đó thầy. Tính sao nó đi luôn. Đi luôn hả thầy? À, nó thanh thản là nó đi luôn rồi, nó không có niệm nó đi luôn. Con thanh thản từ 4 tiếng mà hết cả rồi. Thì nó lần lượt nó tăng lên, lần lượt nó còn niệm nó xảy ra thì mình tả. Vậy vậy là lúc đó mình cái trạng thái nó đâu cần đi kinh hành phải không thầy? Đâu có cần. Nó vừa ngủ rồi mới có đi kinh hành chứ không để nó mất cái. Con thấy con có nên hỏi thầy là nè, con có nên là dùng định vô lậu để xả ngủ không hay là phải đi kinh hành? Thì cái con làm đúng với kinh hành đó, con thấy con dùng cái đó được. Thì mình dùng cái định vô lậu đó mình xả nó thôi, mình xả cái tướng ngủ nó là cũng là một cái niệm ngủ đó, niệm si đó. Yeah. Mình xả nó được, nếu mình xả được mình khỏi đừng đi kinh hành. Sợ mình xả không được đó mình phải buộc động thân thôi. Yeah. Thành ra nó khó, cái niệm si nó khó lắm, cho nên vì vậy mà cố gắng thấy nó dạng của nó suy, tức là nó suy hoặc là nó vô mộng đó, thì mới đó không được. Dạ. Cho nên vì vậy mà dạ, làm sao cho nó tỉnh thức luôn 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 mà nó không niệm gì hết, kéo dài cái trạng thái thanh tạng ăn lặng vô sự. Dạ. Mà nó cái nhai trên nào là mình đạt được 12 tiếng đồng hồ là đủ tứ thần túc rồi, khỏi cần có thân hành niệm đâu. Dạ. Nó, bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tuyệt vời. Còn nếu mà buộc lòng mình thấy nó chưa được thì mình phải ôm pháp thân hành niệm mình đi thôi. Nhưng mà 12 tiếng đồng hồ nó chưa có tứ thần túc mà mình phải ôm pháp thân hành niệm đó. 12 tiếng đồng hồ nó thanh tịnh vậy đó, mình thấy rõ ràng mà nó chưa đủ tứ thần. Nói chung bây giờ nói chừng là 6 tiếng đồng hồ là nó đã có cái hiệu lực của pháp tác ý rồi, tức là có thần túc rồi đó. Dạ. Con tác ý đuổi bệnh nè, con tác ý đuổi gì nó cũng đi hết. Dạ. Con bảo sao nó nghe hết. Dạ. Con có tác ý tâm như đất dự tham sân si mạng nguyên không thầy? Con có tác ý vậy tâm quay vô đó thầy. Vậy đó. Nó ly đó, nó lìa đó, nó quay vô, nó tăng thẳng. Nó cầu cơ đó thầy. Tự nhiên con ngồi đó nó tuôn ra hả, con mắc cười luôn chứ, không có tuôn được thầy. Bởi vậy nó nhưng mà con mắc cười luôn chứ, tự nhiên nó chạy từ mấy là bả, ông một thằng liêu, tự nhiên liêu liêu gì đập cầu lông, xong rồi con mắc cười quá chứ. Nó bằng tưởng không? Dạ. Nó đưa mấy con mất giờ mà nó không có đứng cái hạnh. Dạ. Trời ơi, con không có lên hỏi thầy chắc ba lũi như tất liền quá. Thấy ghê quá. Bởi vì hầu hết là người ta tộc cơ còn này kia, người ta đều qua cái tinh thần nghe tính tưởng, bị tưởng. Dạ. Cái hiện tượng của nó là cái hiện tượng của lực tưởng chứ đâu có gì. Dạ. Thưa thầy, vậy là con ngồi thiền một ngàn mấy thời thầy. Để con giữ tâm thanh thản. Trong thiền đâu cần giữ tâm thanh thản. Trong thiền thì mình để ý coi có niệm thầy. Nó nói thanh thản là không có niệm thôi. Dạ. Chứ có gì. Mà tứ niệm xứ nó là thiền. Tứ niệm xứ là thiền đó thiền. Nó thầy chỉ có ngại cái gì đâu. Tối ngày sao con vô thiền hoài à. Vô thiền ngại đêm vậy đó. Nó là thiền, thiền tứ niệm xứ. Nó thanh thản là vô sự là thiền. Thiền ly dục ly áo pháp chứ không phải là thiền mà ức chế tâm. À chứ con nói con nó đi kinh hành nãy vô chút thiền, con nói sáng cũng vậy, mới sáng 5 giờ cái nó thiền cho ra nửa tiếng, cái nó tự động nó buông xả theo nó tự động, cái lát ngồi 10 phút cái nó vô thiền, nó vô thiền ngày đêm vậy hoài, con nói chết rồi, vô thiền này nó bị tưởng là để hỏi thầy con. Vô thiền hoài vậy thầy, con nói sáng đêm nó muốn vô thiền hoài, nó kỳ quá, không ngồi thiền không được thầy ơi, nó quay, con nói trời ơi, con tìm tưởng nó tưởng nó quay thầy, không thiền nó quay mình á. Nó lý cho nó dừng lại, cho năm trời mình vô đó mình giữ tâm thanh thản là vô. Không, vô thiền giữ tâm thanh thản này. Giữ tâm thanh thản. Vô thiền có phát hiện tâm thanh thản. Coi như nó để tâm thanh thản nó kéo dài hoài hoài. Vô thiền mình có cần tác ý là mình như coi như là mình vào đó mình giữ thanh thản, chừng nào nó có chướng ngại thì mình mới tác ý đuổi thôi. Chứ còn mình không ơn đó mình không tác ý nữa. Dạ. Để nó yên lặng. Khi nào có chướng ngại gì là mình mới hướng tâm tác ý đuổi thôi ra tiếng này. Còn không có thôi để cho nó thanh thản. Yeah.
Chứ còn mình người mới tu thì người ta tác ý để ly tham si, tại vì tham si người ta ly chưa hết. Còn bây giờ đó mình tác ý nên nó động đi, cho nên nó mất cái thanh thản của nó. Thì cho mình cứ để khi nào nó có chướng ngại mới tác ý, mới sử dụng pháp đủ. Tác ý là hướng tâm hay là phải ra tiếng này? À, ra tiếng chứ mà hướng tâm cũng được. Còn cái lực của nó có thì mình nên hướng tâm, còn nó chưa có thì mình nên tác ý. Thì con dẫn gì trạng thái đó tôi? Dẫn gì trạng thái đó, trạng thái bắt đầu từ cái tháng thứ qua tháng thứ ba. Đầu tháng thứ ba này là mọi người đều phải tu tứ niệm xứ hết đó, để dùng cái định vô lậu này mà xả tâm. Bắt đầu từ đây về sau thầy đỡ nhiều, không có cho làm bài nhiều nữa. Dạ, áp dụng vào nhân quả. Tức là bớt đi kinh hành phải không thầy? Bớt nữa. Dùng định vô lậu để xả. Định vô lậu để xả thôi. Xả cho hết, đừng ly dục cái áp pháp thôi. Để cho nó thanh tịnh được ở chỗ cái tâm mà nhờ cái định vô lậu, chứ không phải là chỗ ức chế tâm, nhiếp tâm, an trú tâm bằng đi kinh hành nữa. Con thấy đi kinh hành là như nó ức chế tâm á, là định vô lậu mà đỡ. Vậy là con đang quay vô cái định vô lậu thả tâm. Bắt đầu bây giờ coi như là tới cái thứ hai này thì sẽ dạy là mọi người đều phải đi vào cái định vô lậu để mà cái giữ cái tâm thanh tản, tức là tứ niệm xứ đi xả. Mình học với số không như vậy rồi thì mình áp dụng, chứ đâu phải học để mà lý luận chơi. Nên buộc lòng phải áp dụng vào bài pháp. Con lên đi con. Có nhiều con ngồi ghế đi con. Một phần là con cứ tự nhiên cái tình cảm nó khởi lên cái niệm này, cái tâm niệm mà con muốn con con cứ tự muốn gì nó tự nhiên nó chưa ra. Và về thật thì không muốn các con ở được, con cứ nói nó cũng chắc sự con biết con cứ khá thế mà là cứ không có cái con cứ thử hoạt nó cứ khởi lên cái niệm mà con nói đây là cái duyên, con chỉ khuyên nhắc nó thôi, nhắc rồi con nó nghe sao, nó nghe là cái duyên. Con cũng nói là bây giờ cái tu tập nó lợi ích như thế nào. Mẹ thì muốn các con cuộc đời cũng có gì hết, vì cái khóa điều vô thường đó, thì con khuyên con, nếu mà nó nghe đó cũng nhờ cái sự mà cách tánh của con, cái lời khuyên con mà biết đâu chừng hướng dẫn nó đi vào con đường tu giải thoát mà. Nó là cái lòng mẹ của con là như vậy, thì con có thể mà con viết thư hoặc gọi điện thoại, hoặc là vì một cái chùm nhân quả của mình thì không có nên bỏ. Mình có thể con trực tiếp con đến thăm nó, rồi con gặp nó, con nói với nó thì hay lắm. Chắc là thầy cho con được không? Được mà con, thầy bởi vì thầy nói cái chùm nhân quả của mấy con nó còn nặng, thì mấy con phải giải quyết cảm cái chùm nhân quả để cứu khổ hết mấy con được rồi. Được, mấy con sẽ về rồi mình lo tu cho phần mình. Tức là mấy con bây giờ đứng ở trong cái giai đoạn mà mấy con tu định vô lậu, tu tứ niệm xứ, toàn bộ tập trung vì định vô lậu, mấy con đã triển khai một số nhiều rồi, về nhân quả rồi về các pháp vô thường, đó là những cái mục đích để cho mình phá tất cả những ác pháp được rồi. Còn thêm nữa thì những quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh rồi nó bị quán thập nhị nhân duyên rồi, cái phần đó là cái phần phủ trội thêm về cái định vô lậu để cho cái tri kiến của con nó tròn vẹn, nó đầy đủ đó. Thì cái đó là phần sau, còn cái phần này áp dụng vào cái sự xả tâm để cho tâm thanh thản là thực sự. Nó khoảng 12 tiếng đồng hồ là mấy con sẽ hoàn tất được con đường tu. Miễn là nó kéo dài được thanh thản an lạc vô sự, nó không một niệm, không một chứng gì ở trong tâm con thì nó sẽ hoàn tất được con đường tu. Nó ngắn, nó không có thời gian dài đó. Nhưng mà điều kiện mà được như vậy là cả một công trình xả tâm, nó phải có đầy đủ những cái tri kiến. Xả đến mức độ mà nó không còn có nữa, chứ nó không phải bị ức chế. Cho nên các con cũng biết pháp rồi, do chỉ còn một cái tu nữa là đạt thôi, nỗ lực thực hiện được. Nhưng bây giờ cái ái kiến sử của mình, cái duyên nhân quả của mình nó còn nhiều. Thấy ngồi thấy mình thấy cũng thương tội nghiệp với con của mình, thì mình có bổn phận mình khuyên nó cho nó nghe, để cho nó chuẩn bị được cái vai trò của nó là muốn nhập cái đường tu. Chứ không khéo nó cũng có cái nhiệm vụ, cái vai trò của nhân quả của nó không có đi được, nó không được. Thì cho con về vài ba hôm được không? Thì con cái đợt này thì con có nó không hay nó thì thôi, tức khoát là con không có nó. Ừ, mình lo cái phần của mình, đó là con cũng như hết bộ phận đối với con của mình. Nó nghe được thì nó nghe, mà nó nghe được thôi. Nhưng mà con khuyên thôi, chứ con đừng bắt buộc ép buộc. Chỉ khuyên thôi. Vì mẹ thấy cái lợi ích, cái không lợi ích, mẹ nói con cứ lựa thôi, chứ mẹ không có bắt buộc con đâu. Tại vì cái nhân quả của mọi người thấy được thì con nỗ lực, mà con theo lời mẹ mà thấy chưa được thì thôi. Con khuyên vậy thôi.
Thứ hai là thầy dạy có mấy con để mấy con tu về cái phần tứ niệm xứ đó, cho cụ thể đã áp dụng những cái bài học định vô lậu đó, những cái nhân quả, cái pháp vô thường rồi đó, con đã áp dụng vào để biết cách áp dụng vô để mà tu tứ niệm xứ cho đạt được kết quả. Nó bây giờ tới cái giai đoạn tu nhiều rồi, học rồi thông hiểu rồi, bây giờ mới áp dụng, áp dụng. Còn cái tu tập này với tâm an trú chỉ giữ cái mực bình thường đó, để khi có chướng ngại trên thân con đau nhất thì con an trú đó mà con để bệnh thôi, để thực hiện cái trí, cái kiến giải thoát này, nó là chính. Tới thứ hai thầy sẽ dạy cách thức cho con áp dụng, và người nào cũng phải nói được tu như vậy mới được. Coi như là ngồi không rồi để mà lo mà tập nội nhiêu đó suốt ngày đêm á, không có còn mà gọi là tôi phải tu giờ này rồi giờ này tu gì, không còn cái đó nữa, mà coi như là liên tục. Trừ ra có những cái chướng ngại thì nó thay đổi pháp thôi, còn không chướng ngại thì ở trong tứ niệm xứ mà thực hiện. Bám chặt tứ niệm xứ. Bây giờ đó mấy con đã học 2 tháng rồi, tới cái tháng thứ 3 này là bước qua cái giai đoạn mà mấy con tu tập tứ niệm xứ. Nếu mà xong đó, thì trong vòng 7 tháng thì mấy con sẽ thành thạo an lạc vô sự chứng đạt. Thì cái lớp thầy dạy không có lâu, nhưng mà nếu tìm người nào mà tu đúng, giữ trọn độc cư thì sẽ đạt được, mà người nào mà giữ trọn giới luật thì coi như là không có đạt. Cho nên con thấy 7 tháng, 2 tháng thì dạy định vô lậu, con thấy những bài cốt cán để con đã thông. Con học hiểu từ nhân quả rồi, cũng chưa đến cái thân vô thường rồi, cái pháp áo vô thường rồi. Còn gì của mấy con nữa đâu mà con chắc. Cho nên tất cả đều bị buông xả xuống hết. Buông xả bằng cái sự hiểu biết, cái đau khổ chế này. Bây giờ còn áp dụng ở trong vòng 2 tháng rồi, thì còn 5 tháng áp dụng. 5 tháng áp dụng thì phải xả hết thân. Nếu mà nỗ lực tu thật sự, mấy con tu thật sự mà đứng đắn thì 5 tháng áp dụng thì mấy con sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Cũng có thể nếu mà con ở lại con tu thì cũng được, con nhớ lên đây mà con nhớ rằng là nếu mà con ở lại được con nó không hiểu, nó khi đến gia đình cái thì nó đưa đến khổ lâu quá, thì cho nên con về cho con nói như thầy là nó giải thích như vậy, con nó nghe được, nó thực chuyển nghe được cái thằng tốt, con thấy cũng phải tin hơn. Hiểu rồi con. Bạn của con. Dạ con. Dạ, có cái từ con xin thầy đi thầy. Thầy thả ra. Con chẳng qua mấy bạn hôm nay con làm một lợi lắm, con không biết được. Khi con gặp con thách con, mọi thằng có mọi thằng không tìm không ra. Thì con mất con lẽ lại con mất tìm ra. Thì thật sự là con cũng nhiều lạc lối, con biết. Thì cũng nhờ thằng chỉ dạy cho con. Có những tuổi trẻ con bây giờ cũng không còn yêu nữa. Mà không biết con đã bỏ tất cả rồi này. Con đi mà đi không tìm ra được cái chân lý của con mình tu. Thì vừa rồi con đọc cuốn sách của Hòa Thượng cuốn mà trở về Đạo Phật rồi. Con thấy được. Sau khi con tìm mà tìm không ra, không biết chỗ. Có người thì chỉ con với Lâm Thành. Con tính con thì tìm sau khi con mới bây giờ cầm danh con hỏi
thì gặp ông nữa, gặp con hỏi sư phụ con, thì sư phụ con nói thì thôi đi đừng đi xa, ông nghĩa đã đi vô trong đó rồi, con đến ông nghĩa, ông nghĩa ông Tuấn ở Cam Tranh giới thiệu con ra, thì gặp ông Quang, ông Quang này thì kể là cũng cái duyên con không biết có đến chưa, con không biết được, thấy con cũng mừng quá, vì con nói thì thôi bây giờ để cho con gặp thầy, rồi con xin nhờ thầy xét con thử căn cơ con tại sao mà nó đi tu mà nó gặp nhiều cái cảnh không được suôn sẻ mà nó rất là rối, nên nó cũng đến đây cũng được. Thôi thôi cũng rộng lòng mà chỉ bảo cho con, con nói dù mà con đi kỳ này mà nếu vô tới nơi tới chốn mà gặp hòa thượng con cũng tội nữa, làm gì con đọc cuốn đó là con đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, con đi vì chùa vì tỉnh xá cũng nhiều chỗ, con thấy con đường tu không có, thật sự con đường tu không có, sau khi con được cuốn sách đó thì nay coi như là năm mấy gần 2 năm rồi, mà lúc đó thì không tìm ra được, thế rồi con muốn về về chùa con ở mà con để mà con tìm, sau khi nữa là ngày gần đây con tìm dấu vết dấu cáo mới gặp được, thì con cũng chưa con rầm rầm ra thứ, con muốn giúp cho con thì chúng ta có bây giờ cũng không còn bao nhiêu nữa, thì để cho con biết con đường tu để nó đi đến nơi đi chốn, đa mình tìm đường giải thoát chứ không phải là tìm cơm gạo mà để sống, thật sự mà con thấy con đọc rồi con không thấy được, vì con cũng có mấy lời xin xin rồi cũng rộng lòng tha thứ cho con thương xót của con. Con ơi, hồi em đi con đừng quên thầy sẽ cho phép cái gì cố gắng tu tập tuổi lớn rồi, yeah, không còn lâu rồi. Nữa mà không tu tập đúng cái pháp làm sao không tu lên không được đạo, phải cố gắng có duyên được gặp thầy, thầy sẽ dạy cho lý giới mà làm hàng đầu, yeah, một phần lý giới mà làm cuộc sống của người tu, lý giới làm thực hành đi dục lý ác pháp thì mới có thiền định, chứ đâu bây giờ mà ngay thiền định được. Yeah, mình phải lấy giới định tuệ thì giới là hàng đầu, nên theo thầy thì giữ gìn giới nghiêm túc là phải đạt được kết quả ngay, giữ một cái giới là một cái đức hạnh, một phần là khi tu giữ một cái giới nó ly dục nó làm chúng ta có giải thoát, như thầy ăn ngàn bữa một cái giới không ăn phi thờ, ăn ngàn bữa sáng thì nó có tâm đen không chiều thầy có an tâm ha, cho nên thầy được giải thoát, mà ăn ngàn bữa thầy có chết đâu, sống gần 80 tuổi rồi, còn một năm nữa 80 tuổi rồi, rất khỏe, khỏe hơn mấy con nhiều. Dạ, mong không? Con thấy chưa, giới luật của Phật là quý báu vô cùng. Tại sao người ta ném giới, người ta tu tập những cái gì, để rồi người ta trở thành cái gì đấy. Dạ. Trở thành ra cái thành cái gì, làm sao mình giữ được không dạy chứ. Mục đích của đạo Phật ra đời dạy chúng ta sống đạo đức, mà giới luật là đạo đức cái gì. Nên mấy con ra, mấy con phải dạy sao mấy con nghe thì mấy con sẽ được dạy. Thầy thích tội, mấy con nghe là từ xuất gia tu hành mà rốt cuộc mình giữ được tới phẩm luôn, mà không ai nhắc nhở nữa. Giới trước mặt nó, 10 giới sa di có con thấy rõ rồi. Dạ, con thấy rõ. Chuyện gì mà phải. Nhưng mà con thật sự con cũng xin con khi mà con bước chân vào đạo là con hoàn toàn con cố gắng con giữ, con không để độc phạm, con thấy và con nhìn trở lại là con thấy con đường tu của người ta không có, mà mình ở trong cái đám đó thì mình cũng như vậy thôi, giờ thôi mà giờ mình xế rào mình phải cái tìm đường mình đi cho cùng, bây giờ cứ ở như vậy hỏi làm sao, mãi cứ mãi như vậy chờ chết, chờ ngày chết thì hỏi làm sao mà tu hành nữa. Bây giờ như thế này, thầy nói như thế này, bây giờ về chuẩn bị đó, có xé rào mà đi. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, theo hoài đạo tu không được, phải bỏ thôi, rồi tự mình đi tìm lấy cái niềm vui vậy.
Còn mình bây giờ mình theo mà mình thấy không kết quả, bỏ đi tìm cái chỗ nào có pháp tu, đuổi cũng không đi, dù chỗ đó đói cũng tới mà. Thì con sẽ sắp xếp tâm xuôi, con sẽ đến đây thầy dạy cách thức tu của người tuổi già. Con nhớ tâm thần Đức Phật có người đệ tử là mấy tôn giả 80 tuổi mà Đức Phật còn chấp nhận vào tu, mà đã chứng quả hả con thấy không? Phải nỗ lực. Chứ còn nếu không tự nỗ lực, tự không tự thắp đuốc đi thì ông Phật cũng không đi được đâu. Mặc dù bây giờ sức yếu rồi nhưng mình cũng phải tự lực thắp bước lên mà đi. Thì ông Hiếp Tôn giả con nghe cái đời ông tu ông không dám nằm, đi nằm xuống là si, là buồn ngủ hôn trầm. Cho nên ông đâu dám bén chiếu, lưng đâu dám bén chiếu, đâu dám nằm, chỉ ngồi không, ngồi chỉ đi, thế mà chứng đạo chứng quả, ông thấy chưa? Cho nên lấy gương người xưa mà soi mình để cho mình nỗ lực, trong khi mình biết đúng chánh pháp, giới luật sống nghiêm chỉnh, pháp hành cụ thể để ly dục ly ham pháp, tạo cho mình có sự giải thoát hoàn toàn. Từng phút từng giây chứ đâu phải mà nói tu để mà cầu cảnh ngày nào đó mới là được sao? Anh nhớ lời thầy dạy. Bây giờ con hãy về sắp xếp đâu cho ổn định đàng hoàng. Về đây về cái gì này thầy sẽ tiếp nhận được. Con cũng xin thầy. Khi qua tiếp xúc với Nghĩa thì ông Nghĩa ông nói với con là bây giờ cố gắng làm sao mà từ này vô sớm đi, để mà xin thầy cố gắng van xin thầy để mà cho con được là đặt chân ở tu viện này. Tại vì con trước khi con ra đi là con đã sắp xếp hết rồi, con như là đồ đạc con cũng chuẩn bị con ra đi hết rồi, mà nếu như không được thì con mang tới về. Còn khi mà thầy xét thấy con được thì thầy cho con hay là tạm thời hay là nhập để mà thầy thử thách con như thế nào. Thì nói thầy con nghĩ thầy hay là giúp đỡ cho con trên đường tu. Bây giờ đến đây thì xin giấy phép đàng hoàng, đến đây đăng ký đàng hoàng, tạm gắn tạm trú. Ở thử 4 tháng sống qua giới luật nghiêm chỉnh không. Sau khi thì nhắc giới nào phải giữ trọn. Trong 4 tháng giữ tú đó mình sống giữ gìn trọn. Mà khi giữ trọn giới thì thầy chấp nhận liền. Chúng ta ở đây cũng chấp nhận. Nhớ ngày xưa Đức Phật đã dạy mà, cho cái người nào mà vào xuất gia theo mình thì 4 tháng giữ tú. Cái gì đó nói 4 năm con cũng chịu nữa. Tức là chấp nhận giới luật. Chấp nhận giới luật thì người ta sẽ tu được. Thì theo thầy cũng không biết con cũng xin lỗi thầy, con bước chân vào đây là con đã đọc rõ cuốn mà rồi về đạo Phật thì con cũng đọc rõ hết rồi, thì con mới xác nhận rằng con chịu nổi con mới đi, chứ còn con không chịu nổi là con không bao giờ không dám đi. Mô Phật thì nếu như thầy cũng hướng cho con một cái con đường, mà bây giờ về xin giấy tờ gì? Bây giờ xin giấy tạm vắng ở địa phương mình 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Rồi bắt đầu vô đây đăng ký cho mình được tạm trú ở đây. Rồi có vậy thôi, xin cái giấy tạm vắng. Nếu không cần giấy gì hết, mình đi chỉ mình trình qua công an, nó quản lý mình thôi. Mình là người tốt, mình không sợ gì nè. Mình cứ lo tu thôi. Có vậy thì yên ổn chứ không gì đâu. Chứ còn không có xin giấy giáo hội gì hết, vì ở đây coi như là nhà nước họ biết mình là cái nơi cư làm, mà không cần có liên hệ qua giáo hội. Chứ còn các chùa khác thì phải có sự liên hệ qua giáo hội. Không tham thì không được. Còn đây là cái nơi tu, cho nên là chỉ cần công an quản lý mình thôi. Thì vậy có chỉ có giấy tờ vậy thôi, chứ không có giấy tờ. Rồi về đây sống giới luật cho nghiêm chỉnh, thầy thấy bằng được rồi bắt đầu thì sẽ cho vào học tu. Còn không thì hiện bây giờ thì thầy cái lớp này thầy đã đào tạo cái lớp chứng quả A La Hán á, đã đọc được 2 tháng rồi, đây là bắt đầu qua tháng thứ 2. Cho nên vì vậy mà con theo không có kịp đâu, vì ta đọc 2 tháng rồi. Do đó thì mình vô đây để mình thử cái giới luật của mình sống được không. Rồi thầy dạy cho mình những cái pháp căn bản để mình tập theo cái lối sống mình thôi. Nếu mình giữ theo cái lớp này thì mình giữ không nổi được. Do đó thì con được thầy hướng dẫn cho mình sống trong 4 tháng này coi giới luật mình được không. Được thì chấp nhận cho, thì năm sau 7 tháng ở đây mà thầy hướng 7 tháng mà họ tu xong rồi thì thầy sẽ mở cái lớp thế, thì con sẽ được vào lớp 3. Thank you.
con muốn vậy đi con, yên tâm đi, đừng có lo nữa.